Thủ tướng khẳng định sản xuất bằng được vaccine, thuốc điều trị COVID-19 ở trong nước. Tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, đơn vị về thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, thuốc điều trị COVID-19 trong nước và nhập khẩu vaccine, thuốc điều trị COVID-19. Dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, lãnh đạo các bộ y tế, bộ công thương, tài chính, ngoại giao, khoa học và công nghệ, công an, quốc phòng, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam các nhà sản xuất nhập khẩu vaccine và thuốc điều trị COVID-19. Mở đầu cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khẳng định, muốn chống dịch tốt thì phải có vaccine và có các biện pháp phòng chống dịch, cộng với ý thức phòng dịch của người dân. Vaccine là yếu tố quyết định cùng với ý thức của người dân là hai yếu tố hết sức quan trọng. Muốn có vaccine, chúng ta phải đi bằng hai chân, vừa phải nhập khẩu, vừa phải nghiên cứu để chủ động sản xuất trong nước. Bên cạnh đó, phải tập trung vào thuốc chữa bệnh, và thiết bị sinh phẩm y tế. Thủ tướng khẳng định, chính phủ rất quan tâm và chỉ đạo quyết liệt suốt từ đầu năm tới nay về vấn đề này. Cuộc họp này bàn công tác hỗ trợ thế nào, vai trò của nhà nước thế nào, vai trò của tư nhân thế nào, hợp tác công tư như thế nào, cái gì vướng mắc, cái gì cần phải thúc đẩy, các nhà sản xuất phải tiếp tục cái gì. Nếu chưa sản xuất được thì phải nhập khẩu như thế nào, quản lý nhà nước phải tháo gỡ về mặt cơ chế, chính sách gì để kịp thời sản xuất và nhập khẩu vaccine. Thủ tướng cũng nhấn mạnh các cơ quan đơn vị có liên quan phải cố gắng, tất cả phải vì mục tiêu chung, vì lợi ích quốc gia dân tộc, vì lợi ích của người dân. Phải đặt sức khỏe và tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết phải tránh tiêu cực, lợi ích nhóm. Mục tiêu là làm sao để sản xuất bằng được vaccine, sản xuất bằng được thuốc và sinh phẩm, các trang thiết bị y tế trong nước, nhanh chóng, kịp thời nhưng phải khoa học, an toàn và hiệu quả. Theo báo cáo của Bộ Y tế, tại Việt Nam có 9 loại vaccine được Bộ Y tế cấp phép sử dụng khẩn cấp. 2 vaccine mRNA, 3 vaccine vector virus, 3 vaccine bất hoạt và 1 vaccine protein tái tổ hợp. Cả nước đã tiêm được khoảng 116,4 triệu liều, trong đó có 69 triệu liều mũi 1, 47,4 triệu liều mũi 2. Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 113,5 triệu liều, trong đó có 66,5 triệu liều mũi 1, 47 triệu liều mũi 2. Tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là 92,2%. Tỷ lệ tiêm đủ hai liều vaccine là 65,2% dân số từ 18 tuổi trở lên. Đối với trẻ từ 12 tới 17 tuổi, tới nay đã có 28 tỉnh triển khai và tiêm được 2,9 triệu liều. Tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều là 27,9% và tỷ lệ bao phủ đủ hai liều là 4,0%.